tất cả các em. Ngày hôm nay tụi mình thức rất là khuya luôn, bây giờ cũng hơn 11 giờ đúng không? Mấy chị em mình xuống đây để ăn khuya và hôm nay có thêm Putin nữa. Putin thức giờ này hơi khuya nha, bởi vậy không có được tỉnh táo lắm. Hơi tùng đúng rồi. Và hôm nay tụi mình sẽ ăn gì đây? Nếu mà coi cái thumbnail thì mọi người sẽ biết là tụi mình đã chọn món gì. Đây, hôm nay chị Nhung sẽ ăn mì của Sam Giang. Đây Thiên Thư lựa cái này là mì mới nè. Và Thiên Thư ăn gì? Thiên Thư ăn mì của Mr. McDonald's. Ông sao? Dạ, mì lắm. Còn mì của hai tên gì? Giang Hà. Giang Hà. Tối thì cái nhà của mình nó không được tỉnh táo cho lắm. Và kèm theo thì Thiên Thư đã ăn cái gì vậy? Cái này hồi nãy chị Nhung mua mà chị Nhung biết. Cái này là chả cá Hàn Quốc của thương hiệu Mugucho. Thôi rồi, được rồi. Cái này thì chị Nhung mua xúc xích nè. Còn bé Đức Tin thì cũng một cây xúc xích luôn. Anh Phong thì không cho ăn xúc xích. Anh Phong sẽ ăn món gì anh Phong? Món mực đúng không? Món này là nhà ai cũng thích anh Phong làm hết. Chắc mọi người cũng biết nè. Sẽ làm gì anh Phong? Xào bơ hả? Xào bơ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đợi anh Phong làm cái món mực đó rồi tụi mình nấu mì ăn chung. Tính ra là cái món của anh hai lâu nhất luôn. Đúng rồi, rất ngon nha mọi người. Đầu tiên của anh Phong sẽ nướng. Không có được. Em làm này hướng. Anh hướng dẫn đi anh vừa làm anh vừa hướng dẫn nghe đi. Tập đi anh. Rồi, anh không có anh vô bếp. Em biết cái canh lửa không? Biết. Canh lửa thì sao? Trời ơi, làm hay lắm á. Nhưng mà anh hai tới đây lần nãy đó anh cho em làm cái đi. Rồi khi nào nó khét anh hai tự lật lại. Không được, okay. Không được. Để khét thua rồi. Khét là hết ngon xù. Trời ơi, thấy nhà này ghét rồi mạnh bảo. Đây là cái rau mực nè, rất là to luôn á. Trong thời gian anh Phong nướng mực thì tụi mình sẽ nấu mì. Thôi Thiên Thư, mình qua làm công việc nấu mì đi Thiên Thư. Bây giờ đi ra ăn cho bệnh ngốt. Nãy giờ xỉn quá. Rồi nãy giờ nó liền luôn. Cái này nó gắt cho. Rồi giờ dám nè, thử thách ăn chanh nè. Con gà hả mẹ nghe? Con gà. Không, mẹ nghe chị Út làm mới vui. Út làm mới vui nè. Út làm với bạn con mới vui. Vô nè. Rồi, nãy giờ liền nha. Hả mẹ nghe. Cái gì vậy Tiến? Thì đâu? Chết bé thả luôn á, uống gì quá. Đừng có ngậm nha, ngậm là nó vô cái miệng bên đây là rác nha. Ok. Cái gì vậy Tiến? Trời ạ. Sao? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi á. Chưa là hơi dắt nữa đó, Út dắt nữa đó. Ừ. Được rồi ha. Trái nữa. Bé Tin tự nấu mì cho bé Tin luôn, là chị Nhung biết là bé Tin đã tỉnh rồi. Thiên Thư đang nấu mì cho Thiên Thư nè. Mì này lạ lắm các em, lần đầu tiên chị Nhung thấy luôn á. Hình như mì đó nó có vị táo. Ồ đúng rồi, hay nè, này chị Nhung với Thiên Thư thấy lạ cái này là mang Thiên Thư lê hay táo? Anh thấy này lê đúng không? Lê. Mình nghĩ là để coi ăn có vị lê không, nhưng mà trong đây chung là thấy trang trí là lê dữ đó. Chị hai nghĩ là cái này nó mới nghe vị lê nè. Thì đúng rồi, thì để coi ăn có vị lê không? Ủa ăn mực chưa làm gì hết mà ăn rồi. Nhỏ này chút không cho nàng được. Không, tét thôi. Tét cho anh Hàm ngon. Anh Hai hay làm dở mẹ. Khỏi tét. Đứa nào ăn trước thì đứa đó lát khỏi được ăn. Để em thử coi. Ngon quá à. Trời, công nhận mực ngon quá. Thôi cái Thiên Thư muốn nở hết rồi là không chịu lo đi. Lo ăn mực rồi nở hết luôn. Cái đầu nè, bà khoái cái này nè. Em làm gì anh Hai đâu. Bớt đi. Đây cái lộn hoài luôn á nha. Làm bếp kỳ á, nữ công gia chánh gì kỳ quá à. Đó một cái thôi là. Giận là quăng đồ ăn rồi ai dám ăn. Chết cha. Trời ơi Su ơi, sao Su làm gì kỳ vậy Su. Ngay cái chó luôn. Hơi là không có phịt máu ra thôi chứ có làm sao. Đó, hai cái này nè là chết người nè. Bơ đó các em. Thơm quá anh Phong ơi. Cái này là công thức gia truyền ba đời nhà anh Phong chế ra đó các em. À, bây giờ nhiệm vụ của mình là mình trộn tới trộn lui trộn xu trộn ngược cho nó thấm cái bơ vô cái mực. Cái clip ăn khuya này á, cố tình là để anh Phong làm cái món này cho hai chị em mình ăn á, tại vì rất là ghì món này. Trời ơi, chị Nhung không có ăn cay được mà chị Nhung chọn cái mì có vẻ cay đấy. Cái này bị khô đúng không? Bị khô chắc chắn. Ghê quá. Không biết cái này là gì luôn á. Cái này là kiểu mì lạnh hả? Giống mì lạnh hả? Giống mì lạnh á. Ăn
Phong chọn cái mì mà nó heo thì nhất luôn á. Mà em thấy không có miếng bò anh ơi. Ở cho mày có không? Nè nè mở không? Đây, cái gói gia vị nhưng mà chắc chắn là sẽ không có một miếng bò rồi. Xạo thôi. Em nghĩ là bún chứ không phải là mì đâu. Ồ, thấy diễn ghê không? Em này diễn thôi chứ thật chất không cần thiết vậy đâu. Đúng rồi. Thiệt đó, mày mốt mà em mà mở quên cái gì nữa là em sẽ để cái món này cho anh. Thiệt luôn, không biết có mở mà nó hoài không? Wow. Biết sao không? Ba năm tâm tay không có được mở. Đầu tiên mình sẽ cái gì đó. Cái gì mà không phải rớt là không phải em. Phải rớt một cái mới được các em ơi. Lấy cái chảo đi. Ở đây có sẵn cái vị nướng của anh Phong á, Thiên Thư để lên chỗ niềm ngon quá. Mình để xúc xích mình lên luôn đi. Ừ, nướng xúc xích luôn đi. Đúng rồi. Đó, em sẽ làm cái này. Ừ, hay lắm, rớt nữa. Ê, cái cục gì đó đi lên. Trời ơi, mẹ này. Nướng có tâm nha, cho 500 ngàn đó nha. Trời ơi các em ơi, không ngờ mua cái này về là có luôn là cái món ăn nướng đường phố luôn. Căn đừng có khác nha em. Cái cua Út á chị hay nghĩ là gà á. Không, quay mình để cá. Qua được hả Nhung? Dạ được. Đây mình sẽ, lạ lắm các em, cái màu mì nè. Cái này là bún chứ không phải mì đâu. Quan trọng là cái sốt nè, cái sốt nó có gì đặc biệt. Có đứng nhai cái gì vậy? Anh ăn cái gì vậy? Bật tiếp anh. Ăn mực hả? Nhớ nha. Rồi, đây là cái sốt của anh Phong. Nó rồi. Rồi. Cái gì trời? Hấp dẫn. Hấp dẫn nha, chạy nước miếng nha. Ăn gì hay. Cái cây ta. Bé cây ta. Ủa sao kỳ á? Có lộn không trời? Mì của mẹ ngon quá vậy hả? Ba. Của ba. Để Út nè. Để cái đứt siêu bò. À lắm mẹ. Nhung cũng sẽ cho cái bịch ớt. Trời chắc chị Nhung không cho hết đâu các em ơi. Cái này là nhìn là biết rồi. Mì cây xăm giang. Thôi được rồi. Vô đây thôi. Trộn lên, chị Nhung với lại Thiên Thư còn mua thêm cái củ cải chua ăn cho đỡ ngán. Tính qua tính lại sao tự cuối cùng cái tự nhiên chị hai không có cây xúc xích gì hết. Thôi em ăn mực. Ha, mà chị Nhung rất là thích món mực của anh Phong làm cho nên là chị Nhung sẽ... Thôi mẹ ăn cho đi. Để lên nhìn đẹp quá ha. Tại mẹ không ăn con ăn cho. Bây giờ Nhung sẽ làm cho bé Đất Tiên. Cái này á là tương đen cho nên là mình sẽ cho vô cái chén. Ngày xưa nhớ mấy chị em ăn mì tương đen là phải làm vậy nè. Nước sôi vào nó mới tan ra. Khuấy đều lên. Đây là củ cải bình thường ăn với lại mì sẽ rất là ngon. Mì cay các bạn ăn cái này sẽ đỡ cay rất là nhiều luôn. Đó. Đẹp cái khúc đẹp đó. Mọi người nhớ để ý coi hết đẹp nha. Ôi chết rồi đó. Mày nhìn giống miếng chanh quá ha. Nè tiếp nè. Nghe là thấy ghê rồi đó. Các bạn có thấy món của mình nó có nghệ thuật không? Đây là cái món mà mình phải tốn rất là nhiều ngàn năm để mà có thể chế biến ra nó. Thôi được rồi, bỏ đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho sốt tương đen vào cho bé Đức Tin. Đức Tin thì rất là thích ăn mì tương đen. Rồi, vô được cái phòng máy lạnh là quá hạnh phúc luôn. Su đem ly rồi hả? Làm chị hai không biết chị hai đem lấy hai cái ly nữa. Xin mời mọi người nha. 12 giờ kém 10 nữa là 12 giờ rồi đó nha. 12 giờ rồi á. Ồ, bé Đế Tiên nó giờ này còn thức bởi người còn quán gà. Khui đi. Cái mì này nghe là mùi cay rồi đó nha. Mình sẽ gắp một miếng nha. Mình kèm với lại một miếng mì. Khi mọi người nên mua cái này khi mà ăn cay nha. Rất hữu hiệu luôn. Bình thường thì Nhung ăn vô cái thì Nhung sặc liền á. Có này kèm vô. Không hề cay mà cái cảm giác ăn không bị ngán nữa. Rất là ngon. Ở trong đó có nhiều hình hài lắm. Hồi nãy chị Nhung định chọn cái cây dài dài nữa. Kẹn củ cải á. Như là có nguyên một củ cải rất là to luôn. Nhưng mà Thiên Thư nói là cái này dễ ăn nhất. Chị kia mới cắt ra. Đúng rồi. Ngon quá. Trời ơi, mực còn sống. Anh Phong làm. Lúc đầu là chị Nhung nghĩ là sẽ ăn mì kèm với mực. Nhưng mà không ngờ khi mà đi á là mua thêm rất là nhiều thứ để kèm chung nữa. Cái mì của em ngon không? Cũng mực, kiểu như là nó nhai vô không có nhai cái gì nữa. Bởi vì chắc kiểu bị lạnh rồi chứ hay vậy mà ngon. Mình cắn vô mà mình cảm nhận không cắn gì. Mặc dù là mình có cắn. Kỳ. Ý là giống như cắn là mình biết có cắn nhưng mà kiểu nó nhanh tan á. Chị hai thử miếng. Bé à. Nó đây là mì không khí. Cái mì này chị Nhung thấy là cái sợi mì giống như mì Việt Nam nha. Một miếng nè. Cài á. Nó lạ lắm nha. Kiểu mình cắn vô, kiểu nó quá mỏng á. Kiểu mình cắn cái nó mềm. Nó mềm, nhưng mà ngon, cái vị ngon. Chua chua mà cay nhẹ. Cái sợi mì rất là đặc biệt luôn á. Ví dụ cái này thì nó còn có cái độ dai. Còn cái mì này là không có một cái gì ăn vô đúng là như ăn không khí vậy đó. Nó tan trong miệng, nhưng quan trọng cái chả thì ngon không nè. Cái này là chả hay là cái gì? Đây là chả cá Hàn Quốc. Mọi người ơi, còn này là xúc xích nè. Để chị Nhung ăn thử nha.
Kiểu cái này mình thấy nó rất là chắc luôn. Cái này là chất lượng nha. Cái này ăn không đau bụng đâu. Các bạn nên nướng giống như mình. Cây này là 45 đến 50 ngàn luôn á các em. Mà phải về là mình bỏ qua microwave hoặc là mình nướng giống như nãy tụi mình làm á. Rất là ngon nè. Xúc xích á, khi mà nướng á, cái vỏ ở ngoài á, ăn một cái nó cắn một cái bực rất là đã. Ngon luôn. Ăn kèm với mì cay. Ngon không? Ngon. Hôm nay được ăn đúng món mì con thích luôn. Tại vì bé Đức Tin nó là thèm mì tương đen, cho nên là chị Nhung kêu Thư lựa cái mì tương đen cho bé Đức Tin đó. Thôi cái mì của anh Phong nó lạ lắm, cái này là cái bún á chứ không phải mì đâu. Cái mì của anh nó mì lạnh. Đúng rồi. Nó ghi là phải làm nóng. Nhưng mà em không thấy cái bước cho đá vô. Cay không? Hơi cay á. Nãy em tưởng là cái loại này của anh không cay á. Nhưng mà anh này đúng rồi là bún á. Bún á, không phải mì. Không mật có tôi. Đó. Coi không mật nè. Để mình ăn thử cái Hàn Quốc nha. Ôi không, mấy bạn bức ban ăn vậy không có xu. Nhìn ngon nha. Ngon ha. Thôi để hồi dưới ra. Có cái củ cải vô anh ăn thấy ngon hơn đúng không? Trời, công nhận phải nói là hôm nay á, ăn cái gì cũng thấy ngon hết các em ơi. Nãy giờ không ai nói gì món mực của tôi. Có quá ngon. Quá ngon luôn, nãy giờ ai cũng khen món mực của anh Phong hết. Bây giờ mà anh Phong nó không ai nói là sao ta. Mỗi lần mà nó ăn cái rau mực. Mỗi lần Thiên Thư ăn cái mực là Thiên Thư im lặng dữ lắm các em. Tại vì phải tập trung nhai. Cái gì ơi. Thiên Thư ăn rau mực dễ nha. Cái bộ rau cuối cùng rồi, nên là phải tranh thủ ăn. Đâu cho 2 miếng nha. Để tiền ăn gần hết luôn. Phong thấy này ngon quá, Phong ăn thử. À, ăn theo cách của Thiên Thư luôn. Ăn theo cách Thiên Thư luôn, mới ghê. Ngon hả? Ngon hả? Biết không? Làm cái lẩu kim chi cắm vô. Lẩu ly. Bình thường tụi nó hay ăn với tteokbokki. Sao cái gì cũng đòi thử hết rồi, cảm thấy làm sao trời, còn kìa có mình để tiền đổ mồ hôi quá trời đổ đất luôn. Ngon không con? À, cho mẹ. Cho mẹ hả? Hiếu ghê chưa? Nhà con cây chia hết 40 bốn rồi. Tụi tụi mình cũng chưa có ăn cái loại này nữa. Ngon thiệt nha. Ngon. Ồ, anh Phong ăn nhanh quá à. Thì cuối cùng em thấy cái mì này em có thích không Thu? Tính là ok không? Ok. Nhiều quá. Đúng rồi, cái mì của Su nhiều á. Chúc mừng cái bữa tối đầu tiên lâu lắm rồi á. Ba người tụi mình, mà lần này thì có thêm Đế Tiên nữa. Mới là ăn khuya vậy luôn, đúng là gọi là ăn khuya luôn. Nhà chị thì rất là thích đồ ăn Hàn. Chỉ có là món mực là món của Việt Nam thôi. Bí quyết gia truyền của anh Phong để lại thôi. Còn bình thường là đồ Hàn hết các em ơi. Đồ Hàn á? Đồ Hàn hả? Đồ Hàn sản. Cũng có thể là mình hiểu vậy. Hy vọng là mọi người thích video clip ngày hôm nay của tụi mình nha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Việt Thư Channel và Nhung Phan Channel. Và bây giờ thì bye bye.